người tốt á thì ít có đồn xa lắm, mà xấu á đồn xa phụ toàn là mang tiếng xấu vùng này nhiều lắm, nào là đuổi thầy, trong khi thầy mình có niệm ấm, có hồng nhan cái bên đó thì mình cũng lãnh đạn. Hồi xưa thầy ai cũng lãnh đạn, thầy cũng tư cái chuông mà mấy bà Phật tử hụ dùng cái câu mình phải nói nha, đại nhiều chuyện hư quá, đại nhiều chuyện. Cái chuyện gì á mà bạn bè thuộc chưa biết là mấy bà Phật tử đồn gần hết, là ngày mai nó nói hê Kiệt mày vậy ha, là một đống điện thoại hỏi ai nói mày, người này nói người kia nói, nói chung là Phật tử là đại nhiều chuyện. Nhất là Phật tử chùa Phi Manh nữa. Nhiều chuyện lắm. Rồi lúc mà Hòa Thượng Thế Siêu rời khỏi chùa năm 2018-19 gì quên này, rồi cái đóng thằng nó chửi, trong đó có thằng em ruột của Hụ chửi, mày thấy building kỳ đó, building cũng đang lúc lên giá phải không, mày đuổi để mày bán building hả? Trời ơi, một đống thằng nó chửi, mấy thằng trong nghề nó cũng chửi, mày ác quá. Nó bây giờ giải thích làm sao vậy? Không có giải thích thì bây giờ ổng đi rồi mình giải thích, tại mình nói ở đây không phải mình nói gì để cho mọi người hiểu, và đồng thời cũng xả cái nghiệp. Nghiệp dùm cho sư phụ. Khi mà thần hồn rời khỏi xác phàm mà con mang một cái, thường thường đầu khoa niệm thì con đâu biết đọc đúng không, con đi kêu một ông thầy tới đúng không, mà ông thầy đó cốt con sói hay là thiên ma đầu thai hào quang đen thui, ông bà mình khi mất á có thần thông, có ngũ thông, bây giờ con đem một cái tà tới đứng gần cái xác mà giả bộ để đọc kinh, con nghĩ cái xác nó có chịu có sân lên không? Sân. Cái thần hồn bị sân á dễ sân hơn xác phàm mình. Yeah. Xác phàm mình á là cái tâm mình khởi sân, nhưng mà cái ý chí mình đè xuống là được, nhưng mà khi mang thần hồn nó đâu còn cái tâm nữa, khởi gì là nó ra liền á, hiểu không? Thì là nặng lắm, mà đa số là mấy thầy thời nay là ai con hiểu rồi, chỉ có khi nào để cho ví dụ như ông bà mình đang nằm mà từ từ mà đi á, cứ để tự nhiên đi, đừng có khóc, không có được khóc, đứng nghiêm trang nhìn khóc bình thường, không có cho ai chạy tới đụng tới thân người, để đụng tới cái thần hồn á sẽ sanh ra tình cảm á, rồi cái không có chịu đi, tại vì lúc đó nó cũng y như là con ra phi trường nha, con chở chuyến bay con bị kẹt lại á, giống như kiểu má của Trinh lúc đó mà sư phụ không lên đây á là bả thành ma mấy trăm năm á, chứ không phải giờ về trời tầng thứ 6, thứ 7 đâu. Thì cái thằng hồn cũng gần như vậy. Rồi có nhiều lý do sư phụ để trong đó, sư phụ cũng không có muốn đốt vàng mã nữa. Tại đốt vàng mã đó, cái người thân mình lại không có xài được. Tại ngày hôm qua hôm kia có nói cái vụ này á, vụ ở ngoài viện Mi Tha thì cũng có kể á, là những con ma khác nó ăn quen rồi cái nó chạy theo mình. Thì muốn hội thiên chúng ta đó, cứ người đi rồi cứ để cho họ đi thanh thản, còn người còn sống còn lại chỉ là tu tập đi về thôi, đừng có lằng nhằng. Tại vì ma chơi cô hồn các đảng ở dưới núi đầy đường, mà cứ tốt ngày cứ cúng mà đốt vàng mã rồi này nọ hoài, nó cứ không quen. Nhất là cúng ở bát do hay phanh do của mình, cúng là có thiệt, mấy vị mấy con ma ăn thiệt, nhưng mà nó ăn quen, nó cũng như homeless vậy đó. Giống như homeless, bây giờ con cho homeless một lần thì lần sau nó cũng tới đó, cũng giống như người thân mình ở Việt Nam mà thuộc dạng mà làm biếng ăn chơi đó, con gửi tiền nó hàng tháng 300, nó bển, nó cứ nghĩ cái đó là fixed income của nó, là mỗi tháng nó có cái đó, nó đi nổ vòng vòng hàng xóm, nó không có chịu làm gì hết, mà giàu cho nó có xiên nữa, cái người khác người ta cũng thấy ghét, người ta cũng không, tại vì cái tánh tự cao á, rồi hơi ỷ lại. Mà bữa nào con gửi 200 là nó giận con rồi. Cũng vậy á, người sống là vậy rồi, huống chi mà cẩn thận, thương thì quá đúng chỗ,
Hồi thiên chúng ta làm gì cũng phải tính, thương là thương cho đúng chỗ, làm cho đúng đúng thời điểm, đúng ngày, đúng giờ, đúng lúc, chứ không phải thương như kiểu phật tử cà gù cà gạch, cứ thấy cái thấy một cái hình ảnh gì á, là động tâm từ bi, là sống chết như cái đó, rồi cuối cùng á, là toàn là bị mấy ông thầy mà ban tiên giáo mà ổng khôn dữ lắm, tính toán rồi cuối cùng á, là cộng nghiệp không á.